Có đến hàng trăm người tới dự lễ tang của 6 binh sĩ từng bị thiệt mạng tại Libya. Hàng trăm người dân cư ngụ tại thành phố Misrata vào thứ Hai ngày 15 tháng 4 đã tới dự tang lễ của 6 binh sĩ thuộc lực lượng quân chính phủ Libya do Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn, vốn từng bị thiệt mạng trong cuộc giao tranh với nhóm chiến binh miền đông LNA mà cựu phó tổng thống Khalifa Haftar dẫn đầu. Tính đến tận thời điểm hiện tại, tình trạng chiến cuộc đẫm máu giữa phe LNA và quân chính phủ đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 150 người tại thủ đô Tripoli và vùng phụ cận, theo báo cáo mới nhất do Cơ quan Di cư Liên Hợp Quốc cung cấp. Ngoài ra, còn có 18.000 người khác lâm vào cảnh màn trời chiếu đất trong suốt thời gian qua. Sau khi càn quét hầu hết vùng lãnh thổ phía Nam, lực lượng quân đội miền đông Libya LNA đã tiến vào khu vực nằm cách trung tâm thủ đô Tripoli khoảng 7 dặm đường. Quân chính phủ thì cho biết đã bắt giữ khoảng 199 binh nổi dậy, đồng thời cáo buộc họ tội danh dụ dỗ trẻ em gia nhập vào hàng ngũ tân binh. Khoảng 75 người khác đều bị bắt tại thị trấn Ayn Zara thuộc mạn nam thành phố.